comment hỏi á, có ông sư mà đi ngoài đường á, chú không có cho đó là sư. Nếu một sư thiệt mặc một áo vàng, dầu cho tứ cố vô thân không cần gì, thì cái áo vàng nó có rách lủng lỗ đi nữa đó, cũng không có kim, không có tiền, không có chỉ để mai nữa. Tại sao phải lựa nhiều màu giống như đồ modern mà showbiz vậy? Rồi ai đâu mai cái đó vô, nhìn bao nhiêu đó thôi, thấy nước Việt cái trí tuệ như thế nào. Mà nếu nói thì đụng chạm, bao nhiêu thôi, mình biết đúng biết sai rồi. Tất cả con ngồi suy nghĩ đi. Nếu mà sư phụ là một người mà tu hạnh Bồ Đạt, hạnh khổ cực đó đó, thì hộ cũng là cái áo vàng thôi, lỡ đi bao ngày áo nó rách thôi đúng không? Nó rách thì kệ nó, chứ dọc đường kim đâu giá, mà có giá thì cũng lẹo lẹo đúng không? Thì cũng là cái áo vàng. Còn cái này á, có design đàng hoàng, có nhà thiết kế, thì bao nhiêu đó còn hiểu thử. Mà ngay trong lúc nước Việt đang bị đảo chánh, vậy mà có thể đánh lừa cả một dân tộc, cũng y như kiểu Hồ Chí Minh cầm cục gạch mà nung đỏ vậy đó. Ghê không? Cũng y như chỗ này của chúng ta cũng giống vậy đó.